Kính thưa quý vị, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện triển khai số hóa 3D các điểm du lịch đặc trưng, hấp dẫn và xây dựng phần mềm du lịch tương tác thông minh 3D 360, tạo ra sự thuận tiện cho việc truy cập tìm kiếm thông tin du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long, để du khách có thể tìm thấy tất cả các thông tin trong một ứng dụng để kết nối thuận tiện và đẩy mạnh phát triển du lịch giữa các vùng trên cả nước, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Và trong diễn đàn ngày hôm nay, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch và điểm đến du lịch của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trên nền tảng phần mềm du lịch tương tác thông minh 3D 360. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời lên bàn ký kết đại diện của các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thực Thiện, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bé Mười, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Phước Thiện, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thành công cuộc thi ký kết ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn đại diện của các đơn vị, xin được cảm ơn quý lãnh đạo.